Hello cả nhà mình, hôm nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn món sườn cây, món nổi tiếng của thành phố Bangkok ha. Thì cái món sườn cây này cách thành phố Bangkok khoảng 4 cây số. Hiện tại mình đang đi xe túc túc. Thì xe túc túc bên đây là đi bên tay trái các bạn, đi tay bên tay lái nghịch của mình ha. Hôm qua mình đi xe soạn thảo cũng vậy. Thì xe túc túc thì nó chạy tự do hơn những cái xe khác. Nó được lắng làng, chạy thoải mái hơn nữa ha. Hôm nay mình sẽ vào đây ăn sườn que, sườn cây, sườn cây. Giống chợ đêm hả? Giống chợ đêm hôm qua kìa. Đẹp quá. Một vòng ra ngoài coi. Hay không? Đó, những cái tòa nhà nhìn cực kỳ đẹp. Bên kia đó kìa, đó, nhìn như pha lê. Ủa đâu rồi, mình đi đâu rồi? Quay dính vô luôn nha. Quay rồi đó. Đi nha, có chân lạc nha. Khu vực bán giày dép. Cá chiên. Ở đây có cá chê nè. Mời ăn cơm em ơi. Đấy, những con tôm, những chút tôm. Wow, tôm hùm. Tôm hùm. Ok. Yes. Đó, xíu mình ăn sườn cây thì giống vậy. Đó, bàn vô sườn cây. Vào trong này. Đông quá. Bên đây dân Trung, dân Việt mình qua đây là chuyên qua đây ăn. Tối là tập trung ra đây ăn. Nổi tiếng, khu vực này là khu vực nổi tiếng của thành phố Bangkok. Đó, sườn que sẽ như thế này, những cái que là ớt để lên xong giữ chưa. Gần không các bạn, giữ lên đó. Quá trời dân đã ăn Hàn Quốc, Trung Quốc rồi có đủ.
quá đông, rất là nhiều hải sản luôn đó. Nướng tôm, tôm nướng, sườn nướng. Qua đây mình ship hàng. Đi ra đây anh ship đi ông nội. Có sao đâu, thì cũng một hàng của mình mà. Rồi vô. Vì ở đây có rất là nhiều quán nên bị full bàn rồi, bắt buộc là mình phải ship hàng. Mình đợi cái bàn họ ăn xong họ đứng lên, rồi ở đầu một bàn họ sắp 2, 4, 6, 8, 12 người, một bàn họ sắp 12 người à, trống bàn rồi mình mới vô ăn được à, bắt buộc mình đứng ship hàng thôi. Còn mình cũng xếp hàng không? Giờ mình xếp hàng là mình đợi họ ăn uống xong rồi thì họ đứng lên rồi sau đầu mình mới vô đó, bắt buộc nó như thế, ai cũng vậy thôi đó, không riêng về mình. Dạ anh sao bàn trống bên kia không qua anh bên kia? Bên kia đâu phải đâu, bên kia nó bán cái khác à. Kìa qua đó kìa, có kìa. À. Điện thoại đâu? Rồi, giờ đi chưa? Vô, quốc đi, cái này không có bia là chịu đâu. Bạn ăn cho bên đó. Vô bán thôi nha. Mình chán không? Đó, mình chán luôn. 1, 2, 3, 3, vô. Chúc mừng có món mới đúng không? Đây. Ăn như vậy nó đi chắc. Như cái núi vậy đó. Gỡ trên gỡ xuống á. Dạ. Cái bao tay một cái không. Ôi, ôi. Hả? Nó cần trường không tiền à? Sao? Nó cần trường không tiền à? Đâu có. Sao? Bê mới tính tiền. Hả? Tính tiền bê thôi. Không, em bảo nó cần trường tiền à? Ừ, đến rồi, đến rồi. Bây giờ ăn xong có tính trường lại không? Không. Mở bịch đem về. Nắng này đừng cho dính son. Được không? Nếu ăn được sao cho gì? Được.
Có em ăn bên kia.